Sửa lên đường này ấy. Đây không một bạn đang lắp củi. Quân à? Đi đâu đây? Đi bán củi á? Bác đi tận đâu bán? Trên kia. Trên kia à? Đi bộ thôi à? Ôi rồi, đi không đi dép à? Em đi bán củi để mua dép ạ. À. Đi mua dép á? Vâng. Thì dép hôm nọ các bác gửi cho đâu rồi? Mất rồi. Bị mất à? Vâng. Đi bán củi như này thì vừa rồi đi từ nhà lên thì mấy giờ rồi? Em đi từ 6 giờ rồi. Thì 6 giờ rồi á? Vâng. Đi lên trên để bán à? Vâng. Vừa rồi thì cháu Lực cùng với bạn Hiệu ấy, cô bác là muốn lên trên nhà của em Sử và cái cung đường mà đi ấy thì sẽ ghi hình lại và vô tình gặp em Quân là em mới vác theo một bó củi như này để đi bán. Đi thì không có đi theo một cái đôi dép nào cả. Đi từ nhà lên đây này thì mấy giờ rồi? Đi từ 6 giờ ạ. Đi từ 6 giờ á? Từ 6 giờ sáng à? Rồi bây giờ thì đã đơn 8 giờ rồi cô bác. Hôm nay thì trời có vẻ là nắng khá là sớm này cô bác này. Đấy. Đi bán củi này để làm gì? Lấy để mua dép à? Lấy để mua dép á? Vâng. Dép hôm nọ thì vừa bảo thì bị mất à? Vâng. Hay đi đâu mà bị mất? Trước là em đi trong rừng, em đi lấy mất Âu xong là để chỗ nào em không tìm thấy. Lấy để chỗ nào không tìm thấy à? Vâng. Thành ra lại bị mất luôn à? Vâng. Ồ. Anh cứ nghĩ là em người ta trộm dép nhỉ? Trộm dép của em chứ. Không. Là lên trên rừng lấy củi thành ra là lúc mà đi lấy mật ong là bị à? Vâng. Thế đi bán củi như này thì bà có biết không? Có. Có á? Vâng. Đi một bó này thì bán được tầm bao nhiêu tiền? Em không biết à? Không biết à? Thế thường thường em đi bán củi thì được một bó bao tiền? Một bó 40.000. 40.000 á? Vâng. Anh bảo là dép mà mất hay như nào thì phải điện bảo anh để anh lấy tiền mua cho em chứ. Như thế thì làm em làm như vậy thì khổ em ra. Anh bảo là hôm nọ là cái nếu mà cần những cái vật dụng gì thì bảo anh để anh đi mua mà. Không ạ, em không, anh chuẩn bị hồ em giả ngân hàng thì em không dám đòi, sợ mai sau không đủ thì giả ngân hàng. Mai sau không đủ á? Hay hôm nọ thì anh cũng đã bảo là cái tiền đấy bây giờ được khá là nhiều rồi thì đã đủ để giả khoản ngân hàng cho em rồi. Thế chắc là em Quân còn cái suy nghĩ như vậy ấy, cô bác. Thành ra là em ấy không có dám điện cho cháu Lực để bảo. Hay lần sau thì hay hôm, bây giờ thì đi, bây giờ thì cũng đã được đi được một nửa đường chưa? Rồi à? Rồi à? Thế thì bây giờ mang vác quyền này đi bán đi. Xong là như nào rồi thì tí anh đi mua dép cho. Đấy, đi còn đi chân trần thì cô bác này, đi lên đấy. Trong kia thì anh thấy có một cái gì đây? Ở trong này thì có cái gì đây? Mật ong ạ. Có mật ong á? À. À, làm đây là cả kèm theo là cả mang mật ong đi bán à? À. À. Hôm nay thì cầm theo điện thoại à? À. À. Đấy, điện thoại thì hôm nọ cũng là được bác xin đi lê ấy cô bác, gửi tiền cho cháu Lực để cháu Lực đi mua cho em Quân một cái này, mua cho em Cương một cái này. Em Quân thì bây giờ đang đi chân trần thôi để đi đi bán xong là lấy tiền đi mua dép với cô bác. Nhìn em đi như vậy rất là tội. Sáng giờ thì về đã ăn gì chưa? Em chưa. Em chưa à? Thế thì lên tí đi bán củi xong thì lại đến giờ ăn rồi. Hãy tí đi mua dép xong thì anh đưa đi ăn cho. Hay ở trên sáng này chỉ có phở thôi cô bác, chỉ có đi ăn được phở thôi ấy. Thường thường là em đi bán củi thì bán ở tận đâu? Sắp đến rồi. Sắp đến rồi à? Tớ bê ra ngầu. Ừ, một thái ra. Ừ. Trời rất là nắng này cô bác này, không đội theo một cái mũ nào luôn. Đi còn đi chân trần nữa. Đi chân trần trên những cái nền, những cái đường mà bê tông này cô bác này. Còn chắc là rất là đau chân luôn đấy. Dép thì mất lâu chưa? Lâu rồi. Mất lâu rồi à?
Thường thường đi bán củi là bán ở tận đâu? Đây à? Chỗ này Quân là cái Quân thì hay thường lên nhà chị để bán à? Bán bó củi như này thì thường bán được bao nhiêu tiền chị Quân lên bán đấy? Thường thì nếu bé như này thì chị trả có 20.000 thôi. Chứ mọi lần thì nó lấy về nó vắt to hơn thì chị lại trả thêm 10.000, 5.000 gì đấy. Vừa rồi thì em bắt gặp Quân đi đi bác củi để đi bán ấy, còn đi theo chân Trần luôn. Bó củi 20.000 á. Hey, hơi nhiều à chú? Đây Quân thì hôm nay mang cái bó củi để bán này cô bác này. Một bé bé tí thôi. Thì chị có bảo giả cho em Quân là 20.000 thôi. Đi từ rất là xa đấy. Cô cho bác cái bác này 20 nhá. Nào thì nếu mà có dép thì đi lấy nhiều một tí. Nhớ chưa? Mua đôi ủng nữa không? Đi cô cho thêm 20.000 nữa nhớ chưa? Gọi là được 40.000 rồi, tí đi về mua gạo nhá. Mua gạo mua cái gì cho em nữa nhớ chưa? Mày khó khăn cô mới giúp mày chứ người khác cô không lấy đâu. Nhưng chị thì có biết cái hoàn cảnh của Quân này không chị? Có. Có. Nó thì ở gần nhà ở ngay dưới này thôi. Thì chị cũng biết hoàn cảnh nó khó khăn à có phim của con nó. Thì nhà nó cũng khó khăn lắm. Nó nó thì cũng mất rồi thế này thế nọ nữa bây giờ kể lại thì cũng buồn lắm. Vâng. Ai theo dõi thì cũng biết thôi. Chứ xung quanh đây thì ai cũng biết mà. Vâng. Thế vừa rồi thì túi này là túi của Quân à? Anh thấy kèm theo trong này là trong này là có thêm cả cái gì nữa? Mật ong. Mật ong á? Thế thôi mật ong ấy thì mang về anh để lên trên canh để bán cho. Nhưng mà thử lấy ra cho anh xem nào. Lấy ra cho cô xem nào. Đây đi tìm được à? Lấy giỏi thế chịu khó thế mà. Mật ong. Nó đi tìm được mật ong. Này là hôm nọ đi lấy mật ong này bị mất dép đúng không? Nó bán cho một chai rồi. Hôm nay là chị không mua nữa à? Hôm nay chị không mua nữa thì đấy em giới thiệu cho mọi người trên YouTube xem có ai lấy thì giúp được em đấy nhá. Em cũng thỉnh thoảng lấy về nhiều mà. Bắt ông rừng thật mà. Ôi, cái này thì bị dính nhau một chút là chắc là cái này là vỏ cháu hay sao ấy nhỉ đúng không? Đây ở đây thì hôm nọ Quân đi lên trên rừng để lấy được một ít mật ong này cô bác này. Nhưng mà do là không may là em ấy bị mất một đôi dép rồi. Đây, ở đây thì nếu mà có cô bác nào muốn quan tâm tới mật ong của em Quân thì có thể điện thoại cho cháu Lực qua cái số điện thoại trên màn hình. Thì cháu Lực sẽ gửi được những cái lít mật ong mà nguyên chất tới tay cho quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy rồi bây giờ thì nói cảm ơn cô đi. Xong rồi thì anh đưa đi mua dép cho. Nhớ nhá, đi mua xếp rồi lại lấy tiền đi mua đồ ăn nhớ chưa, mua cho em rồi nhá. Đây, cất chai mật ong này đi. Đây, bây giờ từ cái đoạn này đi ra xá thì có vẻ là thêm tầm một cây nữa. Cho nên là cháu Lực sẽ với em Quân, hai anh em là sẽ đi bộ thôi. Còn vừa rồi thì cháu Lực cũng không có đi xe máy các bác. Thế em thì hay lên trên này bán cho cô à? Thế cô này thì em gọi bằng cô hay là nên gọi bằng gì? Có anh em trong họ hàng gì không hay là người ta ở một nơi? Không ạ, đây là người ta ở một nơi. Người ta ở một nơi thôi à? Vâng. Ôi giời. Thế mai thì có lấy củi đi bán tiếp không hay là chỉ bán một bó này thôi? Một bó này thôi à? Vừa rồi thì bạn của cháu Lực đấy cô bác thì đang ở bên kia làm một chút công việc nữa cho nên là cháu Lực sẽ cùng em Quân là hai anh em sẽ đi bộ trước thôi. Đấy, để một tí nữa rồi thì gọi bạn ra đón để đưa em Quân đi mua dép đã. Đi thì còn đi chân trần nó luôn cô bác này. Vác được những cái bó củi mà lên đến tận xá bán mà cũng chỉ được có 20.000 thôi. Cũng được chị thương chị cho thêm 20.000 nữa. Thế mọi hôm là em lấy củi lên bán là bó to hơn à?
Đấy, đeo cái mic này vào đi cho nó nói to một chút. Đấy, dưới một cái thời tiết mà còn nắng như này. À, đói chưa Quân? Rồi à? Rồi à? Dạ. Bây giờ thì có muốn ăn đi ăn thêm gì không? Không. Không à? Dạ. Thế là đi mua dép rồi à? Dạ. Ở đây thì chắc là người ta cũng đang đào cái nền nhà này cô bác này. Dùng là máy xúc để đào luôn. Lát cái quên mình nữa. Bước chân này cảm giác là rất là tội cô bác ạ. Họ thì chắc là dặn em ấy như thế rồi, nhưng mà do mà em ấy nghĩ rằng nếu mà trích tiền ra để mua cho em thì em sẽ không có đủ cái khoản tiền là như vậy, cho nên là em ấy tự quyết định là lấy củi đi bán để mua được cho mình những đôi dép như này. Dép thì hôm nọ em cũng có kể với cháu Lực rằng là đã bị mất rồi. Thế bây giờ thì cũng đến gần cái chỗ mà cháu Lực thuê trọ ở đây rồi cô bác ạ. Thì bây giờ cháu Lực sẽ đưa lấy xe và đưa em Quân là đi đi mua dép đó. Thế bây giờ thì ở đây đợi đấy nhá, để đi đi ra kia đợi đi. Vâng. Đi ra kia đợi để anh bảo anh Hiệu lấy xe ra. Vâng. Thì hai anh em mình lấy xe để đi mua. Vâng. Thấy cháu Lực thì trọ ở trong đường này cô bác này. Thấy Quân thì đã biết chỗ trọ của anh chưa? Dạ. Thế bây giờ thì hai anh em mình sẽ đây đợi một chút đã. Vâng. Cũng đã cùng em Quân là đi ra đến quán để mua cho anh Quân một đôi dép đó. Chị ơi, đây có dép không chị? Có à? Quân thì chọn dép đi. Rồi. Đây vừa rồi thì đi chân trần lên được cô bác này. Thứ hai càng bé rồi. Đây chọn đi, chọn xem là cái đôi nào, cái đôi đấy trơn rồi. Như thế nào? Đây là đi loại đôi này. Nhưng mà em thích loại đôi nào thì chọn đôi đấy đi. Đây đôi này. Đôi đấy à? Xí hò hò vừa rồi. Không? Không biết ạ. Nhỏ quá rồi, không vừa đâu. Rồi. Quân thì bạt chân rất là to quá bác. Chắc là em ấy lao động nhiều thời gian là chân còn to hơn cả chân cháu Lực luôn. Em đâu? Đôi đấy thì hơi to rồi. Nhìn thấy nó hơi to rồi. Con nọ thì dép để đâu mà không nhớ à? Không ạ. Là đi lấy hôm đấy là đi, đi rừng đúng không? Vâng. Vừa chưa? Chưa. Tư tư à? Tư nữa, hiếm hoa đi. Vừa ra. Ừ. Thế thì lấy đôi đấy đi. Vâng. Thôi tiền đấy thì không phải giả đâu, để anh lấy tiền giả cho. Đôi dép này bao tiền chị? 30.000. 30.000 à? Đấy bằng hơn cả một cái bó củi mà em Quân mang đi bán rồi cô bác. Đi bán thì rất là may là chị mua củi ấy còn cho nói Quân là thêm 20.000 nữa. Còn tiền ấy thì cứ để cầm đi nhá. Rồi, em cảm ơn chị nhá. Mua dép có được mua 1 tặng 1 không chị? Hả? Em thấy người ta hay bảo mua 1 tặng 1 mà. Quân này bây giờ chắc đói đi ăn không? Ủa? À. Bây giờ thì đưa cho em Quân là đi ăn phở cho các bác. Ở trên này thì chỉ có phở thôi. Có uống nước gì không? Không à. Em không khát à? Không khát à? Thế đi ra bên này ăn phở đi. Ui xời. Sao yên tháo chi này đúng không? Thôi bây giờ thì đưa em Quân ra bên này ăn phở đó các bác. Anh cho em một bát phở anh nhé. Bác vâng. Vừa rồi thì cháu Lực mới ăn cơm xong thì mới đi nhà của các em với các bác. Thành ra là cháu Lực sẽ không ăn nữa. Bây giờ chỉ một mình em Quân là em ấy ăn thôi. Thì có vẻ là tót hết mồ hôi rồi nhỉ. Vâng. Từ nhà lên là 6 giờ à? Vâng. Thế mà trên quãng đường thời gian của em ấy đi không á? Thì đi 2 tiếng thì mới đến chợ, đến chỗ mà người ta mua cái, đến chỗ mà người ta thu mua củi. Củi thì cũng hay lên trên đấy bán à? Vâng. Có những lần thì bán được bó to hơn không? Có. Cái lần này thì bó nặng hơn à? Vâng.
Này mình chỉ mang đi bán gọi là đi mua dép thôi đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ thì sẽ đợi chủ quán để làm phở xem Quân ăn đã không ạ. Quân thì chắc là cũng rất là đói rồi. Vâng ạ. Đây, chính. Chính thì... À, để mình chính không? Vâng. Để nước mắm vào đi. Vâng. Đây, vừa rồi thì cháu Lực cùng với... vừa rồi thì cháu Lực đi ra nhà của em Cương với các bác thì cũng vô tình gặp em Quân là đi lấy củi để đi bán để đi mua được cho mình thêm những cái đôi dép. Bây giờ thì cứ để em Quân ăn một chút á, thôi thì tí ra đi phòng trọ của cháu Lực thì cháu Lực sẽ dặn em Quân thêm với cô bác. Thế em mới làm như này thì cháu Lực cũng cảm thấy là em rất là tội cô bác, mà trong khi đó thì em cũng được là các bác hỗ trợ rồi. Em thì cũng ngại khi mà nói với cháu Lực rằng là mua đồ này đồ nọ ấy cô bác. Bây giờ thì Quân ăn đi nhá. Vâng. Con mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị của con phở. Em mời các anh ăn phở. Rồi cứ ăn đi. Ai của anh thì cũng vừa mới ăn xong luôn. Ừ. Em vừa lên trên nhà của em Cương ăn cơm về các bác ạ. Có vẻ như em rất là đói rồi các bác. Nhìn em mới ăn mà chúng tôi cũng cảm thấy là đói theo các bác. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Ừ. Có cần mua thêm một bát về cho ông bà không? Không. Không à? Ừ. Thế thì tí để cầm tiền đấy cho ông bà nhé. Ừ. Cho ông bà đi chợ xong ông bà ăn phở. Còn ừ. Bây giờ thì anh em mình cũng đi về thôi. Vâng. Ừ. Chào các bác ơi. Em mời bà. Em bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng với Quân là đi ra cái phòng trọ mà cháu Lực đang ở kia. Rồi thì một tí nữa cháu sẽ đưa em Quân là đi về nhà thôi cô bác. Để cho em ấy đi nhanh hơn đấy cô bác. Khu chợ nhỏ của bác này đến cái mùa mà đến cái hàng đến chủ nhật hàng tuần thì người ta sẽ chợ phiên ở đây cô bác. Con cầm cái này đi. Đây là cái gì đây này? Với cổng đi. Đây, ở đây là cái chỗ mà hai anh em ở cô bác này, cháu Lực với lại em với lại bạn Hiệu là ở trong này. Mật ong tốt ra lên. Đi vào đi. Đấy, còn đây là những cái lít mật ong mà em Quân đi trên rừng kia để khai thác về cô bác. Đấy, ra đến nhà của cháu Lực thì cháu Lực sẽ, nếu mà em ấy muốn để cho cháu Lực bán thì bảo em chắt ra cái chai này cô bác này.
Đấy, cháu được cống hay lên trên ra chợ phiên thu mua lại bà con những cái lít mật ong mà nguyên chất đấy cô bác. Mật ong này thì làm tổ trên cao à? Vâng ạ. Cái lúc mà mình trèo cây lên lấy là đi tìm là để rẽ vào đâu không biết rồi à? Vâng ạ. Hay mật ong rất là đặc sệt luôn này cô bác này, đổ ra ấy. Đấy, cho nó chảy từ từ xuống rồi, tí nó mới đổi, không đổi ra ngoài, từ từ. Đấy. Nhắc cao cao lên, nó đấy, nhắc cao đừng để sát vào cái miệng để đổ dễ này. Đấy, mật ong chạy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác này. Đây, vừa rồi thì em Quân cũng đã chắt ra được 1 lít mật ong này cô bác này. Đấy, màu mật ong khoái thì nó sẽ đậm hơn lại cái màu mật ong rừng của bác nhé. Đấy, và cháu Lực cũng có in thêm một cái tem của bản em để dán vào đây cô bác nhé. Đấy, mật ong khoái rừng và có những công dụng gì thì cháu Lực đều là ghi hết ra đây rồi cô bác. Còn nếu mà cô bác nào muốn quan tâm tới mật ong của cháu Lực hoặc là mật ong của em Quân thì có thể là điện thoại qua cho cháu Lực qua số điện thoại ở trên màn hình, cháu Lực gửi được những cái lít mật ong nguyên chất tới tay cho quý ông bà. Thế ở đây thì cháu Lực trước khi mà cháu Lực gửi cho các bác thì cháu Lực sẽ là dán tem này, xong là cháu Lực sẽ cho thêm một cái lớp ni lông, lớp ni lông để cháu Lực phủ lên trên cái nắp này. Và cháu Lực sẽ dùng cái máy kho các bác để kho lại. Đấy, cháu Lực sẽ dùng cái kho để kho lại, cố định cái nắp nó để cho nó chắc cô bác này. Đấy, và kèm theo đó thì cháu Lực cũng đều sẽ có thêm là cái hạt dổi ở trên vùng cao này cô bác này. Ở đây thì cháu Lực đi trên đi ra chợ phiên là thu mua được một ít hạt dổi cô bác. Hạt dổi này thì khi các bác mà nhận được, các bác mở túi ra thì cái mùi thơm của nó đã sọc hẳn lên mũi của mình rồi. Nếu mà các bác mua mà các bác nhận hàng mà các bác mở ra không có mùi thơm gì thì có thể điện thoại cho cháu Lực và cháu Lực sẽ hoàn tiền lại cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy, và kèm theo đó thì cháu Lực có thêm là một chút cái chè san tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, mọi cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Đấy, chè này thì mẹ cháu Lực tự đi lên trên đồi chè và đi hái về xong là tự sao thôi cô bác. Đấy, mọi những cái mặt hàng cháu Lực bán hàng ở trên kênh thì sau nếu mà được các bác ủng hộ nhiều ấy thì sau này cháu Lực sẽ gây dựng ra một cái quỹ để cháu Lực thực hiện cái ước mơ mà trước khi bước vào cái nghề YouTube này thì cháu Lực đã có ấp ủ đấy từ rất là lâu rồi cô bác. Và cháu Lực cũng rất là mong các bà, cô chú, anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thuyền hiện nho nhỏ của mình nha các bác. Ở đây thì cháu Lực sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì ở bên cái phía mảng của cháu Lực thì không có đâu các bác, nhưng mà cháu Lực có một người anh ở bên mảng Tây Bắc có gửi cho cháu Lực những cái lít mật ong bạc hà nguyên chất cô bác. Mật ong bạc hà này thì tại sao lại gọi là mật ong bạc hà thì cháu Lực sẽ giải thích cho một chút cô bác hiểu nhá. Là cái mật ong bạc hà này nó chỉ đi lấy nguyên cái phấn của hoa bạc hà về để tạo thành, để có được những cái giọt mật từ bạc hà cô bác nhé. Mật ong bạc hà thì nó sẽ màu vàng, nó sẽ không có được màu như kiểu là đậm đen như kiểu là mật ong khoái với lại mật ong rừng đâu các bác. Anh Quân thì nếu mà thu có được mật ong thì cứ gửi lên cho anh. Vâng. Đấy, để anh bán lên trên kênh để cho cô bác cùng để cho cô bác mua. Vâng. Đấy, ở đây thì cô bác mua là ủng hộ các em thôi. Vâng. Đấy. Ăn có ăn quả gì không, uống nước không, uống tí nước nhỉ. Vâng. Đây uống nước đi. Vâng. Quân đi vào trong bếp kia để lấy
để lấy cái đĩa đi. Ờ. Có dao chưa? Có dao rồi. Vác một bó củi từ dưới nhà lên trên này bán thì có mệt không? Có. Rất là mệt nhỉ? Vâng. Mệt như này sao không ở nhà đi? Không ạ. Không ạ. Đây, đây thì em mặc dù biết là đi quãng đường rất là mệt đấy cô bác, nhưng mà em ấy vẫn chịu khó để đi để bán được những cái bó củi. Bó củi này thì lúc mà em lên bán thì em đã xác định là được bao nhiêu nghìn? Là nếu mà bán cho người khác thì họ chỉ cho 20.000 thôi. Cho 20.000 thôi à? Vâng. Còn cô này là cô ấy thương mình đúng không? Vâng. Cô thương mình là cô ấy mua giúp mình đúng không? Vâng, lúc nào ra bán cô cũng cho thêm. À. Đây, ăn ăn dưa đi. À ăn Vâng. Từ. Đây ăn quả hồng đi. Biết quả hồng này hồng gì không? Không ạ. Không á? Đã tự ăn bao giờ chưa? Chưa. Có giống cây hồng ở nhà em không? Không ạ. Không, ăn đi đây. Vâng. Đây, Quân thì chắc là cũng lần đầu tiên ăn cái quả hồng này của bác. Cháu Lực mời tất cả quý ông bà con chú anh chị đã cùng cháu Lực ăn hoa quả. Con mời tất cả quý ông bà con chú anh chị cùng con ăn hoa quả. Giòn nhá. À. Quả hồng ở dưới nhà em thì nó phải chín, mềm nó mới ăn được đúng không? Vâng. Nhưng hồng này thì không cần. Vâng. Nhà em là năm nay có đậu tương không? Có ít thôi ạ. Ít à? Vâng. Đậu tương này thì để bán thì làm gì? Em lấy nếu mà được nhiều thì em lấy bán một ít ạ. Thôi anh ăn đi, anh gọi cho. Vâng. Thế còn tiền thì đi bán củi được ấy thì cứ cầm về nhá. Vâng. Nói là đi bắt gặp em Quân đi bán được những cái bó củi như này của bác nhìn là rất là thương, đi còn không có đi theo một đôi dép nào, đi cái chân để mà đi thôi. Ngoài đường thì có bao nhiêu những cái mảnh sành, mảnh chai, có bao nhiêu những cái viên đá mà nhọn, chỉ sợ là cắm vào chân của em thì không có đi đâu làm được thêm mà những cái việc gì nữa rồi. Có gì thì lên xá này thì cứ vào chỗ của anh đang ở ngay nhá. Vâng. Thì anh thì anh mới thuê ở đây. Vâng. Anh nhà anh ở dưới, nhà anh đi xuống bên kia thì nó cũng hơi xa nhà các em ấy, thì ra là anh thuê ở trên này luôn. Vâng. Con mong tất cả quý ông bà, các chú anh chị mua ủng hộ mật ong cho con để con có kinh phí mua thức ăn ạ. À, bây giờ nếu mà ở nhà có thêm mật ong thì cứ đem lên cho anh nhé, cho anh gửi lên trên kênh cho các bác mua hộ cho. Vâng. Cũng rất là mong các ông bà có chú ý chị sẽ ủng hộ mật ong của em Quân cũng như là mật ong của cho cháu Lực. Còn về cái khoản mà bán hàng ấy các bác, thì nếu mà sau này có thêm nhiều các bác mua ủng hộ cháu Lực nhiều hơn thì cháu Lực sẽ trích ra một cái quỹ để xây dựng lên. Ví dụ như bây giờ 5 năm nữa cháu Lực xưa có xây dựng được thì 10 năm nữa thì cháu Lực sẽ thực hiện cái ước mơ mà từ rất là lâu nay rồi các bác. Phải nói là trước khi mà cháu Lực có duyên với nghề làm từ thiện nguyện ấy thì cháu Lực đã nảy ra cái ý nghĩ như vậy rồi các bác. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ ghi hình một chút là về cái công viên sống của hai anh em hiện tại là đang ở như thế nào cho cô bác anh chị là cùng biết cô bác nhá. Đây ở ngăn phía bên này là cái chỗ mà anh em để hổ đồng, còn ra bên này là cái khu bếp. Thế còn mấy anh em thì cũng có trồng thêm một ít rau đấy đó cô bác, để sau này hai anh em có thêm rau để ăn đỡ phải đi ra ngoài mua. Ở phía đối diện của cháu Lực là cái chỗ trạm y tế rồi, còn ở bên phía bên kia là cái chỗ mà ủy ban rồi cô bác, cũng rất là an toàn ở đây cô bác ạ.
Đấy, còn chắc là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú anh chị và trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm tới em Quân cô bác. Hôm nay thì thực sự ra thì đi gặp em Quân vác được nhiều cái bó củi lên trên đôi vai của em ấy, chân thì không có đi dép, rất nhìn em ấy rất là tội cô bác ạ. Đấy, lần sau thì ở nhà thì có cái gì hết thì cứ bảo anh nhá. Vâng. Đấy, thấy em vác cái củi như này thì đi rất là tội và rất là thương. Vâng. Hôm nay thì Hiếu còn đi học không? Có à? Vâng. Rồi thế thì cứ cố gắng nhá. Vâng. Đấy, sau thêm mấy ngày nữa thì hai anh em mình sẽ đi vào bên ủy ban này. Vâng. Đấy, để đi trả cái khoản nợ ngân hàng cho em nhá. Vâng. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Quân xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác.